hello anh em. Thì mới vô hút cặn chăm nước cho mấy hồ cá xong nè mọi người. Mấy bầy cá đòi ăn phải đã quá chừng nè. Cho nên là quay cho mọi người ngắm luôn. Thì hôm nay mình tổng vệ sinh nha, dọn dẹp hồ rồi thả cá con rồi các kiểu luôn. Hồ này thì chuẩn bị lên nước đảo nha mọi người. Hồ này hôm bữa là ốc táo nở ra ốc nhỏ nhiều lắm. Mỗi lần mình hút cặn á, mình hút ốc nhỏ qua một cái hồ khác để mình nuôi ốc nhỏ mình đó. Để hồ mà bị ốc nhiều quá rồi cá cũng chậm lớn nữa nha mọi người. Bầy này là Ivory nha. Cá đẻ ngày 16 tháng 11. Nay là 1 tháng 1 tuần tuổi rồi. Vài ngày nữa, chắc 3-4 ngày nữa vậy đó, rảnh rảnh mình tách trống máy cho bầy này luôn. Tuyển cá đẹp rồi luôn. Mình còn mấy bài chưa tuyển tách trống máy luôn đó mọi người. Để mình dẫn mọi người đi xem một cái hồ lên tảo xanh rất là đã luôn. Cá trống nha, Ivory. Cá trống bài này là 22 tháng 10. 22 tháng 10, 2 tháng. Bài này 2 tháng đúng nè mọi người. Hồ này nước lên tảo rất là đẹp. Mình khoái cái màu như vậy nè các bạn. Màu như vậy mình vừa ngắm được cá mà mình thấy cái đàn cá của mình sống trong cái môi trường cái nước màu này cũng khá là sung. Chút xíu nữa mới cho ăn được nha các bạn. Tại vì mới vừa thay nước xong, chưa có cho ăn liền được đâu. Chút xíu nữa. Đây, một cái hồ khác lên nước tảo cũng rất là đẹp của mình. Aberetro nha. Bài này là ngày 18 tháng 11 cũng tầm khoảng 1 tháng 5 ngày tuổi. Tháng 4, 5 ngày tuổi gì đó. Đang đòi ăn thấy thương không? Đã chưa? Sáng hôm nay mình thả cũng tầm khoảng 5 bầy cá con xuống dưới hồ lớn nha mọi người. Một số lượng cá con cũng không ít chút nào. Đây, đây là HB Retro nha. Bài này mình thả trước đó cũng khá là lâu rồi. Bài này là đã ngày 3 tháng 12. Là nay tầm khoảng 20 ngày. Cá 20 ngày nhưng là bắt đầu ẩn trống rồi mọi người. Thật sự ra nuôi những bài cá bảy màu mà ẩn trống sớm như vậy là mình cũng không có ham lắm đâu nha các bạn. Cá tầm khoảng từ 1 tháng 10 ngày cho tới 1 tháng rưỡi tuổi ẩn trống. Tới lúc đó cá ẩn trống thì cái đàn cá của mình mới gọi là bự con được. Còn mà ẩn trống sớm như vậy á thì cá sẽ hơi nhỏ con một tí. Cho nên là bắt buộc mình phải suy nghĩ, phải làm như thế nào để cho cái đàn cá của mình bự hơn đó, phải hút nhiều hơn cá mới bự được, chứ không ấy là nuôi lát thành chút xíu luôn á. Chưa gì hết, mới 20 ngày mà đã ẩn rồi đó. Lên ta bơ đen là trống hết rồi. Còn gì nữa. Đây, mình cũng mới cho thả bài này lên nè. Bài này đẻ ngày 13 tháng 12. HB Retro, mới thả luôn. Hồ mình mới dọn mới thả cá luôn đó. Rồi, xuống tới dưới thùng xốp nè. Đây, bài này đẻ ngày 7 tháng 12. Tobasito Swallow. Các bạn nhớ bài cá này không? Cái bài cá này là của bé cá mái mình trông chờ đó mọi người. Khá là đông. Ồ, tính ra bài này cũng mười mấy ngày tuổi rồi hả? 2 tuần tuổi rồi. Có mấy bài mình nhốt trên hồ lâu dữ lắm. Như là full gold nè. Kẹt hồ á mọi người. Chứ không ấy là phải xuống sớm á. Mùa lạnh này nếu mà không xuống cá sớm thì cá rất là dễ. Cái dạng mà hồ chật rồi nước dơ rồi dễ bị túm đuôi kim lắm. Nhưng mà kẹt hồ thì cũng phải chịu thôi các bạn. Đây full gold của mình nè. Full gold tơ nè mọi người. Cá trống mập hú nu luôn. Lên full vảy hết rồi. Đây, bài này cũng ngày 7 tháng 12 luôn nè. Mới vừa thả xuống luôn. Của Dumbo nha.
2 tuần tuổi. Đây, qua tới bên này. Bên con bài này mình chưa thả xuống nè. Bài này là bài cá giống nha mọi người. Bài giống mình mới nhập. Thì bài này là bài Corret EC2. Nhốt trong thùng kia thì nhỏ quá cho nên là hôm nay mình mới dọn cái thùng này. Mình thả cá. Đó, thả bộ cá giống ra đây để kiếm cá con mọi người. Trong đây thì mình thấy có vài bé mái bụng cũng căng căng rồi đó. Đổ mấy nước đó thôi. Lọc cặn rồi. Này có bộ cái vàng màu lên cũng khá là ngon. Bạn thấy không? Cái vàng mà màu lưng đồ thấy cũng lên cũng khá là sâu á. Không chừng đẻ xong một lứa thành full lưng luôn không chừng. Có một vài bé như bé này. Như bé này. Như bé này nếu mà đẻ một lứa xong dám full lưng lắm á. Này nè. Rồi thấy không? Đó. Rồi. Đại khái công việc ngày hôm nay của mình là như vậy. Thì dọn dẹp đồ xong hết rồi, bây giờ là chuẩn bị cho cá ăn trưa. Thì cứ trưa ngày hôm nay thì mình sẽ cho ăn cám trước, mình sẽ cho cá ăn cám, rồi cứ chiều mình mới thu hoạch đặt tôm mi, mình cho cá ăn tôm mi mọi người. Ngày hôm nay mình không phải là dọn hết bên đây không đâu, mình còn dọn cái khu kế bên nữa, cũng hút cặn rồi vô nước lại thôi, nhưng mà cũng tốn khá là nhiều thời gian của mình. Nói chung nuôi cá thì chỉ có cực cái khúc đó thôi chứ con không cực khúc gì nhiều đâu mọi người. À, dạo gần đây cũng khá là cực, là phải xuống thăm cá cũng khá là thường, do là thời tiết lạnh các bạn, quá lạnh. Ban đêm chỗ của mình rất là lạnh, rất là lạnh luôn. Mấy hồ cá mà chăm không khéo khéo là bệnh á. Không biết là chỗ của anh em như thế nào thôi chứ mình cũng hơi ráng. Mình cũng hơi ráng với lại cái thời tiết kiểu này. Ban ngày nắng rất là nóng nhưng mà về khuya là lạnh. Ban ngày là phải nói là buổi trưa không dám đút đầu ra đường luôn. Nắng muốn sảng luôn mà. Nè, bài này là ứng trống ngon rồi nè mọi người. Đó. Cá bài này là 23 tháng 11 là người ta mới 1 tháng người ta mới ứng trống được vậy. Là tầm khoảng nè. Cái đà vàng cá trống của người ta nè, các bạn thấy không? Những bài mà ứng trống sớm quá thì sẽ nhỏ xíu. Cỡ này ứng trống mới ngon nè. Rồi thôi, bye bye, tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đàn cá khỏe mạnh và mau lớn.